lost everything now. We all have what we have on our backs. Everything I worked for the last 2 years, it's all gone in smoke now. As scary as it is to leave your home, it's not as frustrating as scary as to find that you're trapped. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, đám cháy rừng ở thành phố Fort McMurray, tỉnh Alberta đã lan dần đến biên giới tỉnh Manitoba. Theo ước lượng thì có đến 1.560 cây số vuông rừng đã bị thiêu hủy bởi đám cháy mà nhiều người gọi là thú dữ hay The Beast. Diện tích này bằng 13 lần diện tích thành phố Vancouver và gần gấp 2.3 lần so với diện tích của thành phố Toronto. Diện tích rừng bị cháy có thể đã tăng lên đến 2.000 cây số vuông tính đến cuối ngày 8 tháng 5 vừa qua. Theo các giới chức thẩm quyền tỉnh Alberta thì cần cả tháng nữa mới có thể khống chế được hoàn toàn đám cháy lớn này. Thành phố Fort McMurray được xem là trung tâm dầu khí của Canada. Vụ cháy rừng nghiêm trọng ở thành phố này đã bùng phát từ ngày 1 tháng 5 và lan rộng rất nhanh sau đó, khiến Ottawa phải đóng cửa một nửa số nhà máy sản xuất dầu cát và thậm chí cho ngừng hoạt động một vài đường ống dẫn dầu ở gần nơi cháy rừng. Hiện nay, đám cháy lan đến khu vực khai thác dầu của công ty Suncor. Theo ước tính, thì hoạt động sản xuất dầu cát của Canada đã giảm gần 1,07 triệu thùng dầu mỗi ngày. Các nhà phân tích ước tính tổn thất sau thảm họa có thể lên đến hơn 7 tỷ Mỹ Kim. Mặc dù ngọn lửa không quét trực tiếp qua các cơ sở sản xuất dầu cát, song tính đến nay đã có 11 công ty sản xuất dầu mỏ và 3 nhà khai thác ống dẫn dầu đã phải hạn chế hoạt động vì ảnh hưởng của nạn cháy rừng này. Báo cáo của ngân hàng RBC cho biết, hậu quả của vụ cháy rừng trên diện rộng với việc giảm sản lượng dầu cát và gần 90.000 người dân phải rời khỏi thành phố Fort McMurray sẽ khiến dự báo tăng trưởng kinh tế Canada phải điều chỉnh giảm bớt 0,5% từ tháng 5 này. Cơ quan quản lý khẩn cấp Alberta thừa nhận khả năng toàn bộ thị trấn Fort McMurray sẽ bị thiêu rụi trong trận cháy rừng lịch sử này. Tại thời điểm này thì có ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng. Ngọn lửa đã phá hủy toàn bộ khu dân cư với 1.600 ngôi nhà, các tòa nhà văn phòng và trên 10 công trình đang xây dựng của thành phố. Ngọn lửa đã phá hủy toàn bộ khu dân cư với 1.600 ngôi nhà, các tòa nhà văn phòng và trên 10 công trình đang xây dựng ở thành phố Fort McMurray. Hơn 1.400 lính cứu hỏa, 145 trực thăng, 200 trang thiết bị hỗ trợ và hơn 27 thùng chứa khí được chính phủ triển khai tới Fort McMurray để chiến đấu với 49 đám cháy khác nhau. Giới chức cứu hỏa khuyến cáo người dân tiếp tục tạm trú các điểm lánh nạn ít nhất 2 tuần nữa, để nhà chức trách có thể khôi phục hoàn toàn hệ thống cung cấp nước, điện, khí đốt và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác. Các công ty khai thác dầu hiện đang mở cửa khu trại công dân cho người dân trú ẩn. Những trạm xăng giúp sửa chữa xe miễn phí và các tình nguyện viên phân phát nước uống cùng thức ăn cho dòng người di chuyển khỏi thành phố. Giữa thảm họa cháy rừng kéo dài và lính cứu hỏa mất kiểm soát trong việc ngăn chặn đám cháy, ngày 8 tháng 5 vừa qua, Nga đề nghị điều các máy bay phun 42 tấn hóa chất dập lửa để giúp Canada đối phó tình trạng cấp bách này. Ngoài ra, Moscow cũng sẵn sàng cử các nhân viên cứu hộ, chuyên gia và các trạm thiết bị cần thiết tới hỗ trợ công tác trên mặt đất.
Trong lúc này, các đám cháy rừng ở tỉnh Alberta có xu hướng chậm lại. Chính quyền tỉnh Alberta ra lệnh cấm không cho đốt lửa trại trên toàn tỉnh bang và lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Đến nay đã có Mỹ, Mexico, Australia, Israel, Palestine và vùng lãnh thổ Đài Loan đã đưa ra đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hiện Ottawa vẫn đủ khả năng tự đối phó và chưa cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Hãng bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất Canada, Intact Financial Corporation, ước tính mức thiệt hại mà họ phải gánh chịu sẽ rơi vào khoảng 130 đến 160 triệu gia kim. Trong khi đó, mức thiệt hại đối với cả ngành bảo hiểm Canada sẽ dao động từ 1 đến 1,1 tỷ gia kim, thấp hơn nhiều so với mức dự báo được đưa ra trước đó là 9 tỷ gia kim. Thủ tướng Justin Trudeau đã bày tỏ lo ngại khi đám cháy rừng ngày càng lan rộng. Đồng thời, ông cũng kêu gọi người dân quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện đang nỗ lực cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng của nạn cháy rừng. Ông chia sẻ, mọi người trên khắp đất nước Canada đều hướng về Fort McMurray. Chúng ta luôn ở cạnh nhau trong lúc khó khăn này. Chính quyền địa phương hứa sẽ hỗ trợ người dân trang trải phí sinh hoạt. Mỗi người lớn được nhận 1.250 đô và mỗi người phụ thuộc nhận được 500 đô. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ này có thể lên đến 100 triệu đô. Hội chữ thập đỏ đã thành lập một đường dây đóng góp tài chính khẩn cấp để hỗ trợ những người dân Fort McMurray. Bạn có thể truy cập bất kỳ văn phòng Hội chữ thập đỏ Canada khắp nơi hoặc gọi 1-800-418-1111 và bạn có thể text nhắn tin qua điện thoại Red Cross số 30333 để đóng góp 5 đô hay file số 45678 để đóng góp 10 đô. Cơ quan này cho biết tính đến ngày 9 tháng 5, người dân Canada đã đóng góp được 54 triệu đô và các vật dụng để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ liên bang sẽ matching số tiền đóng góp cá nhân do Hội chữ thập đỏ Canada quyên góp. Các nơi dịch vụ cứu trợ khẩn cấp ở Argentina kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp diaper, baby wipe, đồ dùng vệ sinh mới như xà phòng, dầu gội đầu, băng vệ sinh, kem đánh răng, v.v. Ngân hàng thực phẩm Food Bank Edmonton đồng thời kêu gọi người dân donate thực phẩm hoặc đóng góp tài chính thông qua trang web của Food Bank. Hội người Việt Edmonton và nhóm các anh chị em của New Skin hiện đang có mặt tại trung tâm Việt Nam để nhận vật phẩm và hiện kim cứu trợ các nạn nhân Fort McMurray. Xin quý vị liên lạc trực tiếp trung tâm Việt Nam qua số phone 780-424-8934 hoặc anh Trúc chị Thủy ở số phone 587-937-6868. Với tinh thần lá lành đùm lá rách và lòng biết ơn, đất nước Canada đã cưu mang tiếp nhận 200.000 người Việt tị nạn vào những năm 1979. Hội người Việt Edmonton phối hợp với Hội thân hữu Huế, Hội thân hữu Nha Trang, Câu lạc bộ Quảng Đà, Hội sinh viên Việt Nam Đại học Alberta đứng ra vận động và tổ chức các buổi gây quỹ cứu trợ các nạn nhân Fort McMurray, hầu giúp họ ổn định lại phần nào cuộc sống khó khăn hiện nay. Kính mong quý vị đến tham dự đêm gây quỹ cho Fort McMurray tại Viện Dưỡng Lão Tội Hạc ở địa chỉ 12607 148 Avenue Edmonton vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 14 tháng 5 2016. Vé vào cửa là 10 đô. Kính mong quý vị đến tham dự đông đủ.